reading practice title. The topic is community helpers. Now, are you ready? Let's get started. Reading part 1. Read the hints and circle the best answers. Hãy đọc các thông tin sau đây và khoanh vào câu trả lời đúng nhất. Thế thì ở trên màn hình em đang nhìn thấy là 4 câu hỏi. Em có thể tạm dừng video và tự trả lời những câu hỏi này nhé. Nào, câu hỏi 1. Câu trả lời của em là gì? Đây là một người mà làm việc ở trên cánh đồng. Người này gieo hạt này, thu hoạch mùa màng này, trồng các loại gì? Rau và hoa quả. This person works on a farm. He or she plants seeds, harvests crops, and grows fruits and vegetables. What is this person's job? Thế thì người này làm công việc gì? Ấy, farmer. Farmer là gì nhỉ? Một người nông dân, đúng không? B, mayor. Mayor là gì? Là thị trưởng ấy. Giống như là ở Việt Nam thì cái từ thị trưởng này được gọi là như là chủ tịch phường ấy. C, nurse. Là y tá. Thế thì chắc chắn rồi, em phải khoanh tròn vào. A, farmer. Nào, câu hỏi số 2. I catch fish for a living. I take my boat out to the sea early every morning and sell sheep fish at the market. Who am I? Tôi là ai khi mà tôi gì? Tôi sống bằng nghề đánh bắt cá. Tôi gì? Tôi đi thuyền ra biển khơi vào sáng sớm mỗi ngày. Early every morning, sáng sớm mỗi ngày. Và sau đấy thì là bán cá ở các cái chợ. Thế thì tôi phải là A. A dentist. B. A fisherman. C. A firefighter. Nào, kể cả khi nếu như mà em không biết nghĩa của các từ này thì em có thể nhìn thấy là gì? Sự tương đồng giữa từ gì? The fish and fisherman. Tức là cá và người đánh bắt cá, đúng không nào? A dentist nghĩa là một nha sĩ. A fisherman là người đánh bắt cá và a firefighter là lính cứu hỏa. Thế thì đúng rồi, ở đây em chọn là B, a fisherman. Nào, câu hỏi số 3. I usually take care of buildings. I keep the area clean, fix things and take care of machines and equipment. What's my job? Tôi thường gì? Tôi thường chăm sóc, chịu trách nhiệm cho các ngôi nhà. Tôi giữ cho cái khu vực xung quanh ngôi nhà đấy là gì? Sạch sẽ này, chịu trách nhiệm cho các vấn đề về máy móc và thiết bị. Thế thì nghề nghiệp của tôi là gì? Người quản lý tòa nhà, a building manager. Câu số 4, chúng ta đọc câu hỏi. I tell people what kind of weather we are expecting in the near future. Tôi nói cho mọi người biết cái loại hình, cái kiểu thời tiết nào chúng ta sẽ có trong tương lai gần. Ví dụ như là ngày mai, ngày kia, thời tiết sẽ như thế nào. Thế thì who am I? A, a soldier, một người lính. B, a weather forecaster. Or C, a mail carrier, người đưa thư là C. Và B, a weather forecaster, là người dự báo thời tiết. Giống như là các cô MC trên truyền hình của mình ấy, đúng không? Đọc thông tin về dự báo thời tiết, ngày mai trời nắng hay trời mưa, Hà Nội làm sao, Sài Gòn như thế nào. Thì đây chính là a weather forecaster. Và em chọn B. Nào, chúng ta cùng đọc tiếp những câu hỏi tiếp theo nhé. Nào, phần bài đọc 2, reading part 2, các em được yêu cầu đọc thông tin về ông Kyle, sau đấy trả lời các câu hỏi từ 1 đến 3 ở bên phải màn hình. Nào, thế thì các em có thể đọc câu hỏi trước và sau đấy lần lượt nhìn sang cái thông tin bên này để tìm cái câu trả lời đúng. Ví dụ như câu số 1 là What's Kyle's job? Ông Kyle này làm nghề gì? Ấy, a weather forecaster. Chúng ta đã gặp từ này trước đây rồi, đúng không? Đây là người gì? Người dự báo thời tiết, người đọc thông tin dự báo thời tiết. B, sanitation worker, là công nhân vệ sinh. Or C, city mayor, là thị trưởng, giống như là chủ tịch phường, chủ tịch thành phố ở Việt Nam. Nào, em nhìn sang đây em thấy ngay này. Name, Carl Dales, tên là Carl Dales. Occupation là nghề nghiệp, cũng chính là job. Sanitation worker, có luôn đây rồi, đúng không nào? Nào, câu hỏi số 2. Câu nào sau đây miêu tả về nghề nghiệp của ông Carl? He teaches students at the school. Ông ấy dạy sinh viên, dạy học sinh ở trường học. He fixes and takes care of the building. Ông ấy sửa chữa và chăm sóc cho các tòa nhà. He collects and disposes of garbage. Ông ấy gì? Thu dọn và loại bỏ rác thải.
Ông ấy thu lượm và vứt rác thải đi. Thế thì câu nào sẽ là câu miêu tả đúng về nghề nghiệp ông này? Thì chúng ta nhìn sang đây, chúng ta thấy job description miêu tả về nghề nghiệp. Description là danh từ và describes là động từ. Now, collect and dispose of waste, recycle waste, clean areas. Thu dọn và loại bỏ rác thải này, các chất thải mà gì? Mà có thể tái tạo được và dọn dọn vệ sinh cho cả khu vực. Nào thế thì C, he collects and disposes of garbage. Ông ấy thu dọn và vứt bỏ rác thải đi, chính là câu miêu tả về công việc của ông Carl. Câu số 3, what does Carl think about his job? Thì ông Carl think như nghĩ gì về công việc của ông ấy? Ông ấy có thích nó không? He doesn't like it. A là ông ấy không thích công việc của mình. B, he thinks he's too busy. Ông ấy nghĩ rằng ông ấy quá bận rộn. Và C, he's satisfied with his job. Ông ấy rất hài lòng với công việc của mình. Nào, chúng ta cùng xem nào. What I think about my job. Tôi nghĩ gì về công việc của mình? Hai chấm. Is a rewarding job. Đấy là một công việc gì? Rewarding job. I'm doing something to keep my community clean and healthy. Tôi đang làm cái công việc để giữ cho cộng đồng, giữ cho khu vực xung quanh chúng tôi là gì? Sạch sẽ và lành mạnh. I usually work in the early morning, so I can use my afternoons freely. Tôi thường làm việc vào buổi sáng sớm, in the early morning. Vì vậy nên các buổi chiều tôi thường rất là rảnh rỗi. Như thế thì gì? Công việc của ông ấy gì? Không bận rộn một tí nào và ông ấy nghĩ rằng đây là một công việc rất là rewarding job, một công việc rất là có giá trị. Thế thì ông ấy hoàn toàn hài lòng về công việc của mình. He is satisfied with his job. C là câu trả lời đúng. Nào chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo nhé.